Yatha santi thasantam parajakkhajati ka desetu thammang anukam bimang bhajang santham maferin Quy nhã danh cha ca danh suốt tánh cha bần thân a phi thâm mà chấm măng a cô ta danh tu cha tu sanh cha đần đăng ba bố tha này dê Parisaya manche Ewang saham bati brahma Phagavantang ajachata Tuân hi phá Ca ruôn nhê na thi hóa xa gia tan ha vu tha ya pa Anunathammadesanam Makhavasanidesesi Santanam Anthasintakam Tena Satuayovante Desetuthammadesanam Sambhajithaparisaya Anukambambikatawe. Nắc mô Bức Tha Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng, kính thỉnh thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mít lại cho thầy Kinh ạ. À. Nam mô Bức Tha Giá. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Ca Dạ. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong rừng, dạ, thân chào tất cả quý vị. Rồi, sau mấy tuần nghỉ Tết ha, giờ dạ, học lại, dạ, chắc quên hết rồi. Chắc trả lại thầy hết rồi. Rồi, hôm nay tiếp tục như thường ha, quên ráng chịu nha. Chuyện bảo hữu, ok. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tịnh tấn. Arahang samma sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadame Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Supatipanno Bhagavato Savakkasangho Sanghammami Sama Sambuddhamma Tulang Sasattamma Gandutama Abhivadiyappa Sissang Abhidhamma Sanggaham. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vị diệu pháp. Uttamange na vande hang thammang chatu tham varang thamme yo khalito doso thammo khamatutang mamang. À, mô ta ya, mô tham mạng, mô rồi, giờ chương trình mình cũng như cũ ha. Đọc Bali trước, rồi sau đó chúng ta đi vào bài học. Rồi, xin mời quý vị chuẩn bị post bài lên rồi. Mời quý vị quan hỷ thay phiên nhau đọc ha, tranh thủ để tránh mất thời gian nha. À. Dạ, mô Phật, nghe lại thầy Kinh, sư tranh thủ đọc bài. Bát cha giá sanh ga há
Vipago tóc yếu về duyên, đoạn 4. Aviya sankhara gahanena banatha tanghu badana bhava viga hita bhavanti tatha tanghu badana bhava hanena chaviya sankhara chati chara marana gaha nena cha vinyana ti phala panchaka meva kahi tăng ti ca toa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A ti te hát hê tát tô bần chá y đà ni pha la bần chá căng y đà ni hê ta vô bành chá dạ a giá tinh phá lá bành chá căn tí vì sa ca xin lỗi vì sa ta ca ra tí sanh tí cha tu sanh khê pa chá phá hoành tí. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai. Có hai phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ, một Phật sư đã đọc xong rồi. Kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính chào thầy Kinh, kính chào các đạo hữu. Dạ con xin đọc bài ạ. Tất cha giá sanh giá há quý pha gô quát yếu về duyên, đoạn 4. A quýt cha sanh kha ra giá há nề na ta nét tha tăng hù bà đà na phá hòa tí gá dí tà phá hoàn tí ta tha tăng hù bà đà na phá quát gá á hệ há nề ná chá á vít chà sang khà ra chà tí chá ra ná á nắc gá há nề ná chá rình nhà nà đi phá lá tăng chá cá mề quá gá hí tàn tí cách tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cũng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A ti te he ta vô pành cha a y đà ni pha la pành cha căng y đà ni he ta vô pành cha a ya tình pha la pành cha căng tí vì sa ta ca ra tí sàn thí cha tu sàn khề bà cha pha hoàn tí. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ con đã đọc, cảm ơn cho Nguyễn đã post bài, cảm ơn thầy Kim, cảm ơn đạo tràng lắng nghe, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy Kinh, dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Bách cha gia sằng ga ha huy phà gồ toát yếu về duyên, đoạn 4.
Avicca sangha rakkhane nabane thatan hu bà đà na pha quả đi ga hi ta pha quản ti ta thà tan hu bà đà na pha quả ga ha nề na cha avicca sangha ra cha ti cha ra marana ga ha nề na cha vinya na di pha la đi pha la bành chắc ca mề qua ga hi tàn ti cát tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng với ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao trùm, cũng được bao hàm trong đó. A tỳ tề hề ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha cần y đà ni hề ta vô bành cha a gia tình pha la bành cha cần ti quỷ sa ta ca ra ti san ti cha tu sằng khề bà cha pha hoàn ti. Như vậy có một, năm nhân thuộc về quá khứ, và hai, năm quả trong hiện tại, ba, năm nhân trong hiện tại, và bốn, năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Kính cảm ơn đạo tràng. Con kính tri ân thầy. Con xin xuống mic mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô San Khai Giá. Dạ con xin đọc bài ạ. Bacchaya giá sangaha quý phà gồ toát yếu về duyên đoạn 4. Avicca sankhara gaha ne na ba net tha tan hu ba da na pha wa bi ga hi ta pha van ti ta tha tan hu u ba da na pha wa ga ha ne na cha avicca sankhara cha ti cha ra ma ra na ga ha ne na cha win nya na di pha la ban cha ka me wa ha ti tan ti cách tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tỳ tề hề tá vô bành cha ý đà ni phá lá bành cha cần ý đà ni hề tá vô bành cha à giá tình phá lá bành cha cần tí quỳ sa tà cà ra tí sành thí cha tu sàng khề bà cha phá hoành tí. Như vậy có một, năm nhân thuộc về quá khứ, và hai, năm quả trong hiện tại, ba, năm nhân trong hiện tại, và bốn, năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ con xin tri ân Châu Nguyễn đã bốt bài. Con kính xin tri ân thầy kinh. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Xong xin tri kính lễ ba ngôi tam bảo. Xin kính lễ chư quý sư, thầy kinh và con toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Pachaya sangaha vipago toát yếu về duyên đoạn 4. Avicca sankhara gahane na panatta tan hupada napawa pi gahita pawanti tatha tan hupada napawa gahane na cha avicca sankhara chati chara marana ga hana ne na cha win nyana di phala pancha chakkhame wa gahitanti tattva. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó.
Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả, cùng với những loại tâm của nó, cũng được bao hàm trong đó. Atite he tavo pancha idani phala pancha kan idani he tao he 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 tavo pancha ayatin phala pisata kara tisandi chatusan khe pa chapa wanti. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai là năm quả trong hiện tại. Số 3 là năm nhân trong hiện tại và 4 là năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ rất sa thú, kính tri ân cô Trọng Hiển post bài, con xin kính trả biết lại cho toàn thể đạo tràng, mời về kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sàng Thầy. Và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng, và con sẽ trả bài. Bạch cha gia sẵn ga ha vì pha gồ toát yếu duyên đang bốn. Áo quýt trà sẵn khà vát ga ha nề na ba nét tha tàn hù bà đà na pha quả bi ga hi tà pha hoàn tí ta thà tàn hú bà đa na pha vát ga hề na cha a quýt trà sàng khà hòa cha tích cha là ma ra na ca ha nệ na cha quỳnh nhà na đi phà la tàn cha cam bề qua ga hi tàn tí cà kết ca tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thấy ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm đó. Dạ, con xin sám hối, con đọc phần tiếng Việt sai. Dạ, con đọc. Dạ, con đọc đúng mà. Atite he tavo pancha idani phala pancha kang idani phala pancha kang idani he tavo pancha ayatin pha la bành cha kha pha la bành cha khan ti vi sa ta ka ra ti san thi cha tu san khe ba cha pha hoàn ti như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả hiện quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con đọc xong rồi. Dạ, con xin trả mít. Dạ. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn Phốt bài.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không thấy ai giơ tay hết nên con xin phép được lên đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhung đã cho con biết tín hiệu. Bát Cha Giá Sằng Ga Há Quý Phà Gồ Tối Về Duyên đoạn 4. A Quýt Trà Sàn Khà Rắc Gá Há Nì Na Pá Nếp Tha Tàn Hù Bà Đà Na Phá Hòa Pí Gá Hí Tà Phá Hoành Tí Ta Thà Tàn Hù Bà Đà Na Phá Quắc Gá Há Nì Na Chá A Quýt Trà Sàn Khà Ra Trà Tí Trà Rà Má Ra Nắc Gá Hì Na Chá Quỳnh Nhà Nà Đi Phá La Bành Chá Cá Mì Quá Gá Hí Tàn Tí Cá Tòa. Dạ cảm ơn cô Nhung ạ. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A ti te he ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha gần y đà ni he ta vô bành cha a ya tiền pha la bành cha cần tí vì sa ta ca ra tí sanh thí cha tu sanh khề pa cha pha hoành tí. Như vậy có một, năm nhân thuộc về quá khứ và hai, năm quả trong hiện tại. 3. Năm nhân trong hiện tại và 4. Năm quả thuộc vị lai. Có 20 phân cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhung đã post bài giùm con. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Rồi, xa thứ, là mô Bích Thầy á. Rồi, chắc khá là đọc rồi ha. Hello. Rồi, bây giờ cái bài tuần rồi á, ráng giúp ai lên đọc á. Bây giờ sửa lại chút xíu cái chỗ phần ý thọ nè. Ý thọ lúc trước bữa nói là cái nói lộn chút xíu. Nó chỉ có hỷ với xả thôi nha. Bỏ cái thọ u ra. Và riêng ý thọ có hai. Và hỷ và xả. Cái gì sửa thôi nha. Bởi vì nó thuộc về tâm quả, nó thở u vô, cái lọt vô, cái tâm sân vô, nó kẹt, trật. Nó nắm được quý vị, sửa là bỏ bớt một thọ, tức là ý thọ. Có hai là hỷ và xả, là cho cái ý thọ nó sửa lại. Rồi, và mời quý vị lên đọc cái bài từ rồi nha. Dạ thưa thầy nói là hỷ và xả không có u phải không thầy? Dạ, con kiểm chứng lại chút xíu có u dạ. Dạ con xin đọc bài ngày năm Tây tháng 2 năm 21 trước Tết. Ủa bác Châu ơi, sao hình như là trước đó mà một chút mà em đâu có phải là chỗ xúc duyên cho thọ phải không? Hình như là cái bài đó là thầy nói có cái câu hỏi là tại sao tâm sở xúc lại đồng sanh trong 22 tâm quả hiệp thế, tính skip cho đó luôn phải không? Ok. Dạ, số 6. Xúc duyên cho thọ. Phát xá Bách Chá Già Quê Đá Nà. Sự tương quan giữa sáu thọ. Do duyên sáu xúc, nhãn, tỷ, thiệt, thân ý trên, tức tâm sở xúc, hợp trong 32 tâm quả hiệp thế, duyên sáu thọ sanh. Thọ do sáu xúc duyên sanh, có sáu. Nhãn thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp nhãn thức.
Nhĩ thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp nhĩ thức. Tỷ thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp tỷ thức. Thiệt thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp thiệt thức. Thân thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp thân thức. Ý thọ là tâm sở thọ hợp trong 22 tâm quả hiệp thế trừ ngũ song thức, tức là 32 trừ 10 bằng 22. Sự tương quan giữa sáu thọ, ngũ song thức, bốn cặp đầu, nhãn nhĩ tỷ thiệt chỉ là thọ xả. Thân thọ có hai là khổ và lạc, ý thọ gồm có hai là hỷ và xả. Sáu thọ có mặt trong các cõi, cõi vô sắc, có một thọ là ý thọ. Cõi sắc giới hữu tưởng có ba thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ và ý thọ. Cõi vô tưởng không có thọ. Cõi dục giới có đủ sáu thọ tùy theo, khuyết cái nào thì mất cái đó. Ba cõi khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và Atula có đủ sáu thọ. Bàn sanh nhẹ hơn nên có thể bị khiếm khuyết. Sáu thọ với các hạng người. Người khổ, bàn sanh có sáu thọ hoặc tùy theo. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula có đủ sáu thọ. Người lạc vô nhân, có sáu thọ tùy theo nếu khiếm khuyết. Người lạc. Người lạc phàm hữu nhân là người nhị nhân hay là tam nhân có sáu thọ tùy theo nếu khiếm khuyết. Bốn người đạo có một là ý thọ. Nam mô Bích Tha Gia. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Nguyên Như ơi, Nguyên Như rớt mic rồi. Nguyên Như có nghe không vậy Nguyên Như? Dạ cảm ơn chị Kim Nhung cho em biết được tín hiệu. À con thấy Nguyên Như còn trong room không ta? Hình như là văng ra ngoài luôn rồi phải. Dạ Nguyên Như đi ra khỏi room rồi. Dạ con, dạ xin đạo tràng. Dạ còn hả? Nguyên Như ơi, có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không? Sao rồi? Ồ, Nguyên Như vô rồi, Nguyên Trang gửi nha, gửi mic lại cho Nguyên Như nha. Ô Phật, con té lăn cù hồi nào vậy? Sao con thấy ở đây nó đọc bình thường? Sorry. Dạ, Nguyên Như đọc tới đâu rồi hả Châu? Trời ơi, đang đọc mà nó té không hay luôn. Phần cuối cùng. Người khổ, bàn sanh có sáu thọ hoặc tùy theo. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula có đủ sáu thọ. Người lạc vô nhân có sáu thọ tùy theo nếu khiếm khuyết. Người lạc phàm hữu nhân. Là người nhị đạo, có một là ý thọ vì chỉ có một sát na. Bốn người quả thì có sáu thọ tùy theo. Dạ con đã đọc xong, con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Sa thu. Sa thu. Đọc cái máy gì đâu, giật quá thì... nghe cái chữ được chữ không chữ lực chữ cái nghĩ tết mới mấy tuần tiêu tuần rồi vậy ta đi tiếp phần kế tiếp ha. Số 7 copy luôn cái này cho dễ.
số 7. Quê đó là Bách Cha Gia Tần Hà, thọ duyên cho ái, thọ duyên ái. Yeah. Thư ký ghi lại chưa? Thọ duyên ái. Ở đây cái chỗ này là cái thứ gì? Cái chỗ mà từ cái thọ mà duyên cho ái thì là một cái mối chốt cực kỳ quan trọng và trong cái vấn đề mà cái sự đời sống của luân hồi tái sanh hay là không là do từ cái chỗ này, cho nên cái mối nói chỗ này rất là căng thẳng ha. Học ở chỗ này là phải biết nắm cho thật rõ, bởi vì mình thoát hay không thoát là từ cái chỗ này, còn mấy cái kia là chịu. Cái kia là thuộc về quả rồi mà chị nhồi cò từ thọ mới duyên ái. Chúng ta nói này nó đưa cho chúng ta đi tái sanh hay không là ngay cái chỗ này, và tu tứ niệm xứ cũng nằm ngay cái chỗ này đấy, cái gì như vậy chúng ta cần phải để ý cho niệm xứ ha. Niệm xứ cho sự quan tâm chát gì đây rồi. Ok, là thường có những cái có những người ta cho là người thọ duyên ái thì người ta chỉ lấy là thọ lạc duyên trái. Nhưng mà vậy là sai. Thọ đây trong kinh Đức Phật chỉ nói thọ duyên ái chứ không có thọ lạc, thọ khổ. Thọ duyên cho ái, như vậy là thọ đây lấy luôn cả ba thọ, khổ, lạc và xả. Thì mình ghi thọ duyên ái là lấy cả ba thọ, khổ, lạc và xả. Cái bà thọ khổ lạc và xả. Rồi bởi vì ở đây cũng là chúng ta mới nên để ý xíu mà thọ duyên ái là thọ là có mặt như ta học phần trên đó, thọ nó là trong 32 tâm quả hiệp thế, nó thuộc về trong 32 tâm quả hiệp thế thì nó là thọ duyên ái thì chỉ có ba thọ thôi, không có thọ ưu, chỉ có khổ lạc xả, không có thọ ưu, không có thọ hệ, không có thọ u đúng đó, bởi vì thọ u nó thuộc về nhân chứ nó không phải thuộc về quả. Mà 32 tâm quả thì thọ hiệp thế là thuộc về tâm quả, nên mình lấy ba thọ là đủ rồi. Cho nên vấn đề chúng ta cần phải biết là khổ là thân thọ khổ, thân thọ lạc, xả là những tâm thọ xả, những tâm quả thuộc về thọ xả, thọ hỷ cũng nằm trong thọ lạc luôn ha. Thì như vậy mình lấy ba thọ là đủ ha. Rồi giờ thọ duyên ái, giờ mình ghi chữ ái tức là tâm sở tham là lô phá. Ái là căn gốc của nó chính là tâm sở tham là lô phá. Sở tham lô phá thì trong cái lô phá này có một số từ, nó có những cái từ tương đương đấy, nó ghi ra luôn cho chúng ta dễ coi ha. Là tân ha tức là cái ái, kama là dục ha, kama là dục, hoặc là raga là ô nhiễm, và những cái pháp ô nhiễm, những cái từ mà ta sử dụng trong những cái phiên bản khác ha. Ta có những cái cách để diễn đạt về cái sự tham ái, nó có những cái từ khác nhau nhưng mà ý nghĩa nó cũng giống nhau. Rồi bây giờ mình ghi thọ duyên ái hai chấm, thọ duyên ái. Cái này thư ký viết chậm dữ à, ngủ dậy mới thức dậy hay sao? Thọ duyên ái còn ghi cũng lâu. Rồi thọ duyên ái tức tâm sở thọ, tức là tâm sở thọ đồng sanh trong 32 tâm quả hiệp thế, tức tâm sở thọ đồng sanh trong 32 tâm quả hiệp thế, trợ duyên
cho ái sanh, tức tâm sở thọ đồng sanh trong 32 tâm quả như thế, trợ duyên cho ái sanh. Rồi, tức là ở đây chúng ta thấy là thọ duyên ái, thọ là tâm sở thọ. Mà tâm sở thọ thì chúng ta tìm thấy là lúc đầu từ trên là xúc duyên thọ thuộc về 32 tâm quả hiệp thế. Thì tâm sở thọ đồng sanh trong 32 tâm quả hiệp thế này đó, nó sẽ trợ duyên cho ái sanh. Thì sao? Thì như vậy thọ duyên ái cho chúng ta biết rằng nó là 32 tâm quả hiệp thế có tâm sở thọ trong đó. À, và nó trợ cho ái sanh. Quý vị nắm được đây không ạ? Alo. Alo. Chỗ này cái phần này nó căng, nó có rồi ha. Ok rồi, giờ 32 tâm quả hiệp thế, giờ mình lôi cái 32 tâm quả thế xuống là mình tính theo duyên của nó ra gì ha. 32 tâm quả hiệp thế tính theo duyên hai chấm. Ba mươi hai tâm quả hiệp thế tính theo duyên. Cháu xin chào. Rồi giờ 32 tâm quả hiệp thế là những tâm nào đâu? Quý vị ghi ra dùm cái coi. 32 tâm quả hiệp thế. Rồi, đúng rồi, cô Dung ghi chính xác ha, lẹ tài ha. Là 15 tâm quả vô nhân cộng 8 tâm là gì đây? 8 tâm đa gì vậy? 8 tâm đa quả. 8 tâm đại quả cho nó đa quả. Đại quả nhiều quả, 8 tâm đại quả cộng 9 tâm đó lại, 9 tâm quả đó lại. 9 quả lại rồi. Giờ là thư ký ghi lại đi. Rồi, bây giờ mình liệt kê ra, đó là 32 tâm quả hiệp thế. Gồm có 15 tâm quả vô nhân. Nói là 15 tâm quả vô nhân là quý vị nắm được ha. À, tâm quả vô nhân có là 18, mình trừ cho 3 cái tâm di tác ra thì còn lại 15 tâm quả vô nhân. Cộng 8 tâm đại quả dục giới ha. Cộng 9 tâm đại quả, 9 tâm quả đó đại. Là như vậy có được là 32 tâm quả. Mà 32 tâm quả này là nó làm duyên cho ái sanh đó. Bây giờ mình lôi xuống cái thằng 15 tâm quả vô nhân. Lôi xuống từ từ ha. 15 tâm quả vô nhân, 2 chấm. Rồi. Thì trong 15 tâm quả vô nhân này đó, thì nó có cặp ngũ song thức. Là 5 cái cặp thức á. Giờ mình ghi xuống ngũ song thức, 2 chấm. Rồi, bây giờ ngũ song thức này thì quý vị biết phải không? Ngũ song thức tức là cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt và thân thức. Tức là năm cái cặp song thức này, năm cái cặp thức này ha. À, giờ năm cái cặp thức này thì quý vị cho chúng tôi biết là năm cái ngũ cặp ngũ song thức này do duyên gì nó phát sinh. Quý vị đoán thử coi. Năm thức này là nhãn thức, bây giờ mình nói nhãn thức do duyên gì phát sinh. Rồi, cô Dung cho là nghiệp quá khứ, còn ai nữa là nghiệp hành. Nghiệp. Quá.
Dạ, yeah, còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Dạ, yeah, mà bị bật mí chút xíu nha. Tính theo lộ trình tâm, ngũ sân thức phát sanh do duyên gì? Hello. Nhức đầu quá mày nhức đầu do cảnh do nghiệp tâm và cái cảnh. Bây giờ là không, bây giờ hỏi quý vị, bây giờ nó không có cái con mắt, không có cái thần kinh nhãn, nhãn thức sanh được không? Không có thần kinh nhãn, nhãn thức sanh được không? Không. Đã, ok rồi, như vậy là ngũ sân thức này duyên từ năm xứ, tức là năm căn năm xứ, à tức là do chính là năm xứ này là xúc với lại là cảnh là nó mới duyên ra năm thức được, thành ra do năm xứ duyên sanh năm thức, đúng chưa? Do thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, năm cái đó nó làm duyên cho năm thức được sanh khởi. Nếu năm cái này mà không có là cái năm thức quề luôn ha, mà không có thấy được ha. Được chưa? Rồi mình chỉ lấy cái chỗ mà xúc cảnh xúc của duyên xứ là thì xúc xứ ra năm thức. Thì vậy đây là do năm xứ, tức là nhãn nhập rồi mới học về cái bài trước đó, rồi lục nhập á. Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập á, thì giờ năm thức này là do duyên từ năm nhập, tức là nó hoặc là năm xứ. À, nó duyên là phát sanh ra năm thức. Thì bây giờ mình ghi là tiền sanh duyên hai chấm do năm xứ duyên sanh năm thức. Tiền sanh duyên hai chấm do năm xứ duyên sanh năm thức. Rồi bây giờ năm xứ này nó là gì quý vị? Năm xứ này là gì? Năm xứ là cái gì đây? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ, rồi xa đúng. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, đúng rồi. Bây giờ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ này do cái gì tạo? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ này do cái gì tạo? Này là phần về phần sắc pháp nha. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ do cái gì tạo nên? Do nghiệp tạo, đúng rồi, chính xác ha. Thì như vậy nhãn xứ, nhĩ xứ, lỷ xứ, thiệt xứ do nghiệp tạo, à, tức là do nghiệp trong quá khứ mà tạo lên cho có. Thì khi đã nói tới nghiệp trong quá khứ thì chúng ta thấy là vô minh ái, vô minh hành ái thủ hữu, năm nhân quá khứ, thì nó là do nghiệp quá khứ mà cho ra nhãn nhĩ lỷ thiệt thân. Như vậy nó đã có, khi mà nói tới nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này là do nghiệp tạo, thì nó trong đó nó đã có ái, ở trong đó là có gia có ái trong thuộc về quá khứ ha, nó đã có ẩn tàng đó rồi. Thì như vậy chúng ta thấy là năm cái thức này duyên sanh từ ở cái năm xứ này,
à, năm xứ này nó tạo ra cho cái năm thức phát sanh, rồi từ đó mới duyên tới những cái vụ lộn xộn cái sao này nữa ha. Rồi bây giờ trong năm xứ này chúng ta thấy là có tâm sở thọ ở trong đó, à, nó thuộc về thọ gì quý vị? Trong năm xứ này nó duyên sanh năm thức, thì như vậy trong cái năm thức này nó có tâm sở thọ. Tâm sở thọ là có gì? Xả chắc không? Đúng rồi, nó có khổ, khổ với lạc nữa, thân thức khổ, khổ thân thức khổ lạc nữa. Rồi chừng nói xả cái mình chặt lắc ha. Rồi như vậy đồng sanh duyên hai chấm tâm sở thọ, bây giờ lại đồng sanh duyên hai chấm tâm sở thọ, tức là tâm sở thọ đồng sanh với lại là ngũ sanh thức, à, trong đó có thọ xả, thọ khổ và thọ lạc, khổ lạc xả đầy đủ ha. Đồng sanh duyên tâm sở thọ, tức là năm thức này đó có tâm đồng sanh duyên là tâm sở thọ. Rồi ok, thì như vậy là chúng ta thấy là do năm thức, do cái năm xứ nó duyên cho năm thức, và trong năm thức đây là nó đã có thọ trong rồi ha, trong đây là nó có cái tâm sở thọ nằm đó rồi. Rồi bây giờ từ cái năm thức này rồi nó duyên tới cái gì tiếp, cái gì duyên tới tâm quả nào tiếp đây? Thức duyên tới tiếp theo tâm nào, tâm quả nào sanh kế tiếp tới đây? Rồi bây giờ ví dụ như giờ là nhãn thức sanh, ví dụ như cảnh sắc và tiếp vô cái đụng vô mắt, mắt sau cái nhãn thức sanh, là nhãn thức sanh là tới gì? Nhãn thức sanh là tới cái gì? Gì đâu dữ. Rối rồi, rối đội hình. Nhãn thức sanh là tới tâm tiếp thâu, nhãn thức là tiếp thâu, như có gì đâu, là hai tâm tiếp thâu, ngũ sanh thức là tiếp tới là hai tâm tiếp thâu, đúng không? À giờ nó mới à mới rồi phải là một trong cái mười lăm tâm quả vô nhân mà, 15 tâm quả vô nhân thì vì nó có động đó rồi. Rồi hai tâm tiếp thâu hai chấm, hai tâm tiếp thâu, còn hai sắc na ta là hai tâm thâu tính theo ngũ sanh thức thì hai tiếp thâu hai chấm thuộc vô gián duyên, thuộc vô gián duyên từ ngũ sanh từ thức, thuộc vô gián duyên từ thức, từ ngũ sanh thức. Hai tâm tiếp thâu hai chấm thuộc vô gián duyên từ ngũ sanh thức. À, tức là vô gián duyên, tức là cái duyên nối tiếp liên tục không gián đoạn, à, tức là tâm nhãn thức vừa sanh lên xong mình diệt xuống là tiếp theo sanh lên liền, à, thì được gọi là vô gián duyên, tức là không có một cái gì gián đoạn đó, đó. Thì được gọi là vô gián duyên phát sanh từ ngũ sanh thức ha. Rồi hai tiếp theo xong là có cái gì nữa quý vị? Hai tiếp theo xong là cái gì? Tiếp theo xong là cái tâm gì? Ba quan sát, đúng rồi, xa thú ba quan sát cũng vô gián duyên từ tiếp thâu, cũng là vô gián duyên từ tiếp thâu. Rồi ba quan sát là vô gián duyên từ tiếp thâu. Nắm được ha, gì nắm được chưa, nắm được chưa, à, là dễ ra là biết ha. Rồi
Nếu mà giờ ba cái quan sát này, giờ mình lấy hai tâm quan sát này làm cái tâm quả thực sinh đó, thì mình phải hiểu được cách khác nha. Tức là nếu lấy hai tâm quan sát là tâm quả thực sinh, thì tâm quả thực sinh chỉ có hai, tâm quan sát là chỉ có hai thôi, tâm quan sát họ hỷ không có làm việc thực sinh. Bây giờ mình nói nếu lấy hai tâm quan sát làm tâm quả thực sinh thì nó sẽ do nghiệp duyên hay là vị thời nghiệp duyên. À, giờ mình ghi ra, nếu lấy hai tâm quan sát là tâm quả thực sinh, hai chấm, do nghiệp duyên, mở ngoặc, vị thời nghiệp duyên, đóng ngoặc. Nếu lấy hai tâm quan sát là tâm quả thực sinh, hai chấm, do nghiệp duyên, vị thời nghiệp duyên, đóng ngoặc lại. Rồi, tại sao được gọi là nghiệp duyên? Bởi vì tâm quả tục sinh, hai cái tâm quan sát làm do nghiệp, tức là do vô minh duyên hành, hành duyên cho thức, là thức tục sinh. À, thì vô minh duyên hành, hành nó là nghiệp, thuộc về nghiệp duyên, mà nghiệp duyên cho ra thức tục sinh. Thì như vậy, hai tâm quan sát này làm việc tục sinh thì nó thuộc về nghiệp duyên, hay còn gọi là dị thời nghiệp duyên, tức là khác thời mà cho ra cái tâm này. Thì như vậy hai tâm quan sát cho chúng ta biết là nó làm việc lục sinh, nó thuộc về nghiệp duyên. Cái gì nắm được hiểu không? Alo, nắm được cái gì? Nắm được không? Alo, hơi thì tâm quả được sinh, được xuất hiện có mặt, ví dụ tâm hai tâm quan sát làm việc được sinh, được sinh làm người khổ người lạc đó, thì hai tâm quả được sinh này nó phát sinh được là do nghiệp quá khứ, tức là vị thời nghiệp duyên, tức là do cái nghiệp bất thiện hay thiện đó nó cho được sinh. Thì như vậy đơn giản là hai tâm quả được sinh này là thuộc về nghiệp duyên. À, dễ ở không có gì khó ha, đơn giản dễ hiểu, nắm được chưa? Đó, vậy đó, ừ, nó do nghiệp thôi, chứ cái đó thì nó kêu là nghiệp duyên, dùng chữ duyên duyên mà nghe mình sợ chứ. Đâu có gì đâu, nó là nghiệp duyên, được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã giải quyết được là 15 tâm quả vô danh, ha. À, giờ tới 8 tâm quả dục giới, 8 tâm đại quả dục giới đó, 8 tâm đại quả dục giới, 2 chấm. Tám tâm đại quả diệu giới, hai chấm, cũng do nghiệp duyên luôn ha, do nghiệp duyên thì tám tâm đại quả này có mặt xuất hiện là làm phận sự là tục sinh hậu kiếp tử. À, ba cái điều đó thì nó cũng do nghiệp duyên, cũng do nghiệp quá khứ cho cái tâm này ha. Tám tâm quả diệu giới, hai chấm, nghiệp duyên. Rồi xong ha, đại quả giới cái rồi, rồi giờ tới chín tâm quả báo đại cũng làm phận sự tục sinh hậu kiếp tử ha. À, như vậy nó cũng là nghiệp duyên luôn. Rồi bây giờ ghi ra luôn cho nó đầy đủ, mình nắm lôi ra từ thằng mình xác định thôi, cái cho mình biết trước ha. Tám tâm quả có lại chấm nghiệp duyên. Rồi như vậy là chúng ta đã giải quyết được là 32 tâm quả như thế. Nó có những cái vấn đề mấu chốt ẩn tàng bên trong đó như thế nào, thế nào chúng ta đã được loại ra hết ha. Vậy hiểu không ạ? Alo, nắm được không? Nắm được không? Để cho biết đi. Cho cái bông rồi lên đây. Nguyên Trang nắm được không? Đâu mất rồi. Rối đội hình. Nguyên Trang rối đội hình chạy rồi. Thì này ta nói sơ sơ mà mình là sơ sơ là biết không? Đau đầu. Nghe xong nghe đắc đạo luôn à, không sao, nghe xong đắc luôn. Rồi mình cứ biết cái sơ sơ tầm tạm vậy thôi, cái biết tầm tạm vậy thôi. Thì cũng nói duyên mà nói đơn giản thôi cho dễ hiểu thôi.
thì những cái tâm quả tục sinh thì tục sinh thì mới do nghiệp, mới tục sinh được, nó còn luân hồi mà, mới do nghiệp quá khứ tạo tác liền mới cho tục sinh. À vậy thôi ha, rồi hiểu sơ sơ ha. Rồi bây giờ xuống dòng ghi thọ duyên ái, ghi chữ bự lên thọ duyên ái. Bắt đầu mình đi vô ha, đi vô chữ tiếng chút xíu. Thọ duyên ái. Rồi thọ có ba chấm: khổ, lạc, xả. Thọ có ba: khổ, lạc, xả. Khổ, lạc, xả. Rồi khổ duyên ái, khổ duyên ái được không vậy? Khổ duyên ái được không? Thọ khổ duyên cho ái được không? Khổ duyên ái được à? Vậy sao có những số người ta nói là chỉ có thọ lạc với duyên ái à, trật ha, khổ dẫn duyên ái được, lý do là sao? Ví dụ như một người đang bị đau khổ, đang này kia, bị bệnh, bị đau khổ, bị đủ thứ chuyện hay xui, thì lúc đó họ khao khát được thoát khổ, họ mong muốn được thoát khổ, họ muốn là ước ao được thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Thì như vậy khổ duyên cho ái là chính vì do sự khao khát, sự mong muốn được thoát khổ, thoát khỏi những cái cảnh khổ, nghèo, khổ, bệnh, đủ thứ loại khổ ha. Thì nó là khổ duyên cho ái, vẫn có như thường ha, khổ duyên ái. Thì như vậy mình sẽ ghi là khổ duyên ái hai chấm: do khao khát được thoát khổ. À, mình ghi đơn giản là mà nó rõ liền ha. Khổ duyên ái: do khao khát được thoát khổ, không phải vui trong khổ ha, không phải vui trong khổ khác nha, khổ muốn thoát khổ, sự mong muốn thoát khổ, khao khát được thoát khổ, đó là khổ duyên ái. Rồi giờ lên thọ lạc duyên ái. Lạc duyên ái, lạc duyên ái là dễ không quý vị? Lạc duyên ái thì ai dễ hơn, thì sung sướng là diễn khoái liền, phạm phu mình sướng khoái liền. Lạc duyên ái sướng quá, muốn sướng nữa, sướng muốn sướng nữa, giàu muốn giàu thêm. Lạc duyên ái là dễ dàng ha. Rồi bây giờ tới xả duyên ái. Lạc duyên ái là mình dễ ha, mình chỉ ghi thôi, lạc duyên ái. Rồi xuống dòng: xả duyên ái. Xả duyên ái được không? Xả duyên ái được không? Đâu vậy đâu, thì khi mà một người nó đang ở trong tình trạng mà yên bình, một tình trạng vắng lặng yên bình đó, ngay cả trong bình thường, ở trong thiền cũng nói, trong bình thường cũng vậy, mình những cái lúc mình được yên bình này, mình khoái, mình muốn được cái sự yên bình nó hoài, được cái là không có muốn sự xáo trộn đời sống à, thì xả duyên ái. Rồi khi mà những người tu thiền thì vô ta được an lạc yên tĩnh đó, là khoái sự yên tĩnh đó, cái này là dễ hiểu ha. Rồi như vậy lạc duyên ái vẫn có như thường ha, xả duyên ái vẫn có như thường, và ngay cả khổ duyên ái vẫn có như thường. À, như vậy đó là chúng ta đã nói rõ ràng ha. Rồi được chưa, ghi kịp chưa? Alo. Rồi xuống dòng ghi ái liên hệ với cảnh. Ái liên hệ với cảnh hai chấm: có sáu. Ái liên hệ với cảnh hai chấm: có sáu. Mình lên lấy ra cho dễ ha. Sáu, một là sắc ái, ru bắt tành ha, sắc ái bắt cái bỏ xuống cái. Số hai là thinh ái, sắc đã tành ha. Số ba là khí ái, ganh thất tành ha. Số bốn vị ái, rách sắc tành ha. Số năm sức ái, phất thấp bắt tành ha. Sáu, pháp ái, tầm bắt tành ha. Đó là ái liên hệ với sáu cảnh. Cảnh
cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Chưa? Khi đó nha, thì như vậy ái, cái sự ái này nó liên hệ với sáu cái cảnh này: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì nó duyên như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ ghi ra mà giờ chép xong đây, chép xíu đi cho xong học với bạn này hồi căng ha. Rối đội hình. Chưa cái gì á, còn xa lắm, dữ lắm, còn xa. Bây giờ mình lấy cảnh sắc làm một cái tiêu biểu ha, cảnh sắc, cảnh sắc, sắc, duyên nhãn xứ. Giác sắc duyên nhãn xứ thuộc cảnh duyên, sắc duyên nhãn xứ thuộc cảnh duyên. Đúng không quý vị? Sắc duyên nhãn xứ thì sắc là cảnh, cảnh làm duyên cho nhãn xứ được sanh khởi, thì sắc duyên nhãn xứ là cảnh duyên. Rồi, xuống dòng, nhãn xứ, duyên, nhãn thức, nhãn xứ, duyên, nhãn thức, bằng nhãn xứ, duyên, nhãn thức, hai chấm là thuộc vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh duyên. Học từ từ thêm chút cho mình biết thêm ha, nhãn xứ, duyên, nhãn thức. Vật tiền sanh duyên, có vẻ dễ mà. Nhãn xứ duyên nhãn thức bằng vật tiền sanh duyên, tức là cái vật, nhãn xứ là vật, là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiên, thần thân đó. Thì nhãn xứ này thuộc về thần kinh nhãn, thì nó thuộc về vật, mà vật nó sanh trước, nó có trước, nó do nghiệp sanh trước mà, thì nó được gọi là vật tiền sanh, là sanh trước. À, vật tiền sanh làm duyên cho nhãn thức sanh, thì như vậy nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức thuộc về là vật tiền sanh duyên. Được chưa? Nắm được không vậy? Mà nhãn xứ là thần kinh nhãn đó, là nó thường là về vật, nó sanh trước, là vật tiền sanh, nó sanh duyên cho nhãn thức thì được gọi là vật tiền sanh duyên. Được chưa? Học một mà mình hiểu hai nữa ha, tức là mình bắn một mũi tên trúng hai nhãn luôn. Bắn mũi tên trúng hai chim luôn. Cái gì đâu vậy? Thì phải nhãn xứ là vật không? Phải thần kinh là phải là cảnh sắc không? Là sắc pháp không? Là vật thì nó thuộc về vật. Hỏi tôi trả lời được không, là nhãn xứ phải là vật không? Nhãn xứ phải là vật không? Thì đúng rồi, thì giờ nó duyên cho nhãn thức, thì đó là vật, nó duyên thức, thì cái vật sanh trước. Vật sanh trước là vật tiền sanh duyên, và vật sanh trước là vật tiền sanh. Đó, vậy thôi, không phải là khó hiểu đâu. Easy. Dễ ủi. Học cho biết thêm chút xíu ha. Gì đâu không biết, gì đâu không biết. Thì bây giờ là giờ nhãn xứ, đó là thần kinh nhãn, đúng không? Người đang nắm được chưa? Thần kinh nhãn, đúng không? Thần kinh nhãn là có phải là thuộc về vật chất không? Đúng không? Vật chất, đúng rồi, nó thuộc về vật, mà nó sanh, nó có trước, nó sanh trước, nó có trước cái tâm nhãn thức,
tức là nó sanh trước để cho tâm nhận thức nương nương đó để nó mới bắt được cảnh sắc, nó mới thấy được cảnh sắc. Thì như vậy nhãn xứ duyên nhãn thức thì nó thuộc về vật sanh trước, tức là tiền sanh. Thì vật tiền sanh duyên, tức là vật sanh trước làm duyên cho nhãn thức sanh, thì được gọi là vật tiền sanh duyên. Đó, gọn vậy thôi chứ có gì đâu khó hiểu đâu, đúng chưa? Làm được chưa? Alo. Nguyên Như, Nguyên Trang là hiểu không? Hiểu không? Mà hiểu thiệt không? Đấy. Cái nào không biết ha, hiểu được nhiều mình hiểu, hiểu. À, ép hiểu rồi kệ. Rồi, bây giờ nhãn xứ là duyên cho nhãn thức, là được gọi là nhãn xứ là thuộc về vật tiền sanh duyên. Rồi bây giờ nhãn thức duyên nhãn thọ. Tiền là tiền sanh là sanh trước. Tiền là trước đó. Vật tiền sanh duyên sanh trước, vật tiền sanh là sanh trước. Tức là cái thần kinh nhãn nó sanh trước. Hoặc là do khi mà tục sinh cái sắc nghiệp nó sanh cho là cái thần kinh nhãn, thần kinh dĩ nó sanh trước. Rồi sau đó là mới thức nó sanh khởi, nó nương tới chỗ cái thần kinh nhãn nó mới sanh được. Thì nhờ cái thức sanh sau, cái nhãn, cái thần kinh nhãn sanh trước thì được gọi là vật tiền sanh duyên. Đúng không? Giống như giờ, cái rung này có trước, vì hàng mới vô sau, thì cái rung này thuộc về tiền sanh duyên. Đúng không? Cái room được mở trước, room được có trước, rồi Hà mới đăng ký, mới vô, mới là lên vô cái room này thì được gọi là cái room này thuộc về tiền sanh duyên, là nó có trước, nó sanh trước, nó làm duyên cho Hà vô đăng ký, cho Nguyên Trang vô, cho Như vô là, vậy thôi đó. Rồi, rồi bây giờ là tới tiếp theo cái nữa là nhãn thức duyên nhãn thọ. Nhãn thức duyên nhãn thọ hai chấm thuộc đồng sanh duyên. Cái này dễ ha, nhãn thức duyên nhãn thọ hai chấm thuộc đồng sanh duyên. Trong cái nhãn thức á, nó có cái tâm sở thọ đó, tâm sở thọ đồng sanh với nó thì gọi là đồng sanh duyên, là sanh cùng một lúc, cùng một thời điểm thì kêu là đồng sanh duyên. Nhãn thức duyên nhãn thọ là đồng sanh duyên. Rồi lặp lại nha. Sắc duyên cho nhãn xứ, sắc duyên cho nhãn xứ sanh thì sắc thuộc về cảnh duyên, đúng là câu sinh duyên của được đó. Rồi nhãn xứ duyên cho nhãn thức là vật tiền sanh duyên, và nhãn thức duyên cho nhãn thọ thuộc về đồng sanh duyên. Nói đơn giản học ít cho biết, còn mà vô tới duyên nó còn khùng nữa. Một cái nó đủ thứ duyên trong đó mà, nhưng mà mình biết giờ cũng được rồi ha. Rồi bây giờ nhãn thức duyên nhãn thọ đồng sanh duyên ha. Rồi bây giờ nhãn thọ duyên cho sắc ái chứ không còn là nhãn ái nữa. Nhãn thọ duyên cho sắc ái, nhãn thọ duyên sắc ái. Bắt đầu tới đây nói duyên là thọ duyên ái này, nhãn thọ duyên cho sắc ái. Thì từ cái nhãn thọ này nó duyên cho sắc ái, thuộc về thường cận nghi duyên. Nhãn thọ duyên sắc ái là thường cận nghi duyên, tức là thói quen, tập quán, tiềm ẩn. Thường cận nghi duyên là thói quen, tập quán, tiềm ẩn, thường làm. Hoặc là ghi là thường làm thành tập quán, thường làm thành tập quán tùy mẫn, là thường cận nghi duyên, thường làm thành tập quán tùy mẫn. Rồi, tức là từ khi bắt đầu có nhãn thọ rồi, nhãn thọ nó mới duyên cho là sắc ái. Tức là khi mà mắt thấy cảnh sắc là bắt đầu nó phát sanh. Nó phát sanh ra tùm lum tà la nãy, rồi nó tới nó duyên cho nó phát sanh ra
cái sự mến yêu thích cái cảnh sắc đó, tức là do được gọi là do nhãn thọ nó làm duyên cho sắc ái, tức là chính vì do nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng như vậy để mình thấy cảnh nào đẹp, cảnh nào khả ái khả hỷ là mình khoái, đó là cái thường cận cái duyên, đó là những cái mà tập quán, những cái tiềm ẩn của mình nó vô lượng kiếp, thì như vậy khi mà gặp duyên là nó phát sinh liền, khi mà nhãn thọ, khi nhãn mà bắt cảnh sắc là mà cảnh đẹp là nó khoái liền, thì như vậy nhãn thọ duyên cho sắc ái mới gọi là thường cận cái duyên. Đó, được rồi, hiểu không quý vị? Hello. Rồi thì cũng vậy ha, nhãn thọ duyên cho sắc ái là như vậy. Rồi giờ nhĩ thọ duyên cho thinh ái cũng vậy ha, nhĩ thọ duyên thinh ái tức là thuộc về âm thanh, thì khi mà âm thanh thuộc về nhĩ thọ thì nó duyên cho âm thanh thuộc về thinh ái. Mình ái luyến cảnh thinh nó cũng giống hệt nha. Rồi khí ái cũng vậy, vị ái cũng vậy, xúc ái cũng vậy, pháp ái cũng vậy, thì do sắc thinh khí vị xúc pháp làm duyên cho cái ái phát sanh, tức là từ đó là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, và ý thọ là pha làm duyên, như vậy duyên và ái. Thì đó mình hiểu như là mình có sáu cái tên nãy mới ghi đó, sắc thinh khí vị xúc pháp đó. Thì nó mình lấy cái làm mẫu là mình sẽ ra được mấy cái kia, tất cả nó được trình bày hiện ra hết ha. Cho chúng ta thấy là khi mà bắt đầu nhãn thọ phát sanh thì nó duyên cho sắc ái, hãy nhĩ thọ nó duyên cho thinh ái, hãy tỷ thọ nó duyên khí ái, mà thiệt thọ nó duyên cho vị ái, mà xúc thọ duyên cho thân thọ, duyên cho xúc ái, và ý thọ duyên cho pháp ái. Được chưa? .. là mình có hiểu ha. Rồi như vậy đó là chúng ta nắm được một số cái vấn đề mà nó sẽ lòi ra cái chỗ này. Chính vì những cái này nè, chính vì những cái vấn đề này nè, chúng ta bị cuốn trôi trong cái vòng sanh tử nó là như vậy. Cho nên khi mình hiểu được, mình nắm được cái nguyên lý của nó rồi đó, thì ngay cái điểm chỗ này là mình phải cẩn thận ghê lắm. Nếu mình muốn tu tứ niệm xứ được chính xác, mình phải nắm được cái này. Chính vì do những cái vấn đề này nó mới phát sanh ra ái, phải phát sanh ra ái rồi là chúng ta rớt vô cái dòng luẩn quẩn tiếp và vô dòng sanh tử tiếp. Cho nên mình không thoát lệ, mình thấy cảnh đẹp là mình dính vô, thấy cảnh thinh mình dính vô, thấy cảnh khí mình dính vô, bị xúc á pháp thì mình dính vô hết, chắc tự nhiên mình vừa dính mắc vô hết. Cho nên ở đây chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, phải thấy các pháp như chân như thật, phải thấy các pháp như của nó sanh nó diệt như thế nào, mình chỉ thấy như vậy thôi, chứ mình không có để nó bị ái vô, không có để nó bị dính mắc vô, không có để cho ái sắc, ái thinh, ái khí, ái vị, ái xúc pháp. Đây là vấn đề. Thì cái chỗ này nếu mình làm được á, mình làm được chỗ này á là mình thành công. Đơn giản thôi, tức là tứ niệm xứ là như vậy, là ngay cái chỗ này nè, ngay cái mối nối từ cái thọ nó duyên cho ái nè, mình nắm được cái vấn đề này, mình tu được á thì mình thoát được, còn thôi là vô phương. Những cái kia là thuộc về hệ quả, là mình chịu thua mình làm vậy đó. Còn chỉ có cái từ cái thọ này nó duyên ái mà mình chuyển được, mình chánh niệm tỉnh giác được ngay cái chỗ này đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thành công. Còn nếu mà không làm được thì thôi, giờ mình tu cỡ nào tu nó cũng dập dần thôi. Đây là cái vấn đề mà cần phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng ha, phải để ý rất là kỹ. Và thật sự nó không có gì, nó chỉ cũng có sáu này thôi, nó cứ sáu vấn đề này thôi, tức là nằm ngay trong cái thân mình thôi, không có đâu khác nữa. Nằm ngay thân mình, nó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, năm cái thân rồi nó dính vô sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, nó dính vô này là mình thê thảm cho nó ha. Thì nó chính cái chỗ này. Giờ quý vị nghiên cứu làm sao mình khi mình vô hành thiền với ông sư thì sao mình không bị dính. Quan trọng là sao mình đừng có bị ái thì bị dính vô đó. Mà hãy nãy dính vô là mình vô thế liền. Mình tích tắc là đơn giản, mà thấy có dễ như lần như là chúng ta là giống như là không thể làm được ha, khó mà làm được, quá kinh khiếp, quá nhanh, quá lẹ, khó mà cho chúng ta làm được cái này. Đây là cái mà trăn trở của bao nhiêu vô lượng kiếp của chúng sanh.
để mà thấy đẹp khoái, phản ứng đúng là phản ứng, thấy đẹp khoái, thấy nghe âm thanh hay khoái, mà không mà xấu rồi ghét, mà thấy mà đẹp khoái, cứ vậy mình cứ bị do cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp của mình nó là như vậy. Thì bây giờ mình tu rồi, tu ngay chỗ này, bắt từ chỗ này là quýnh, tức là mình đi đúng pháp mà mình đi ngay đó, mình phải làm sao chánh niệm tỉnh giác ngay cái chỗ này thì nó mới thoát được thôi, chứ không có những cách gì cho thoát được đó. Giờ có ngồi tê đít cũng vậy thôi, không nắm được cái lý này là mình không thể nào thoát được. Rồi như vậy thì hôm nay mình học ở đây thôi, mình ngưng ha, nhiều quá rối đội hình luôn á. Từ sau mình học tiếp là ái duyên theo tri kiến, ái duyên theo tri kiến. Thì sau mình học cái ái duyên theo tri kiến, nhớ nhắc nha, ái duyên theo tri kiến. Rồi đó là bây giờ quý vị nắm được cái chìa khóa rồi ha. Quý vị nắm được cái chìa khóa này thì chúng ta sẽ thấy được vấn đề. Tri kiến nó nhiều thứ mà học tiếp nữa, nhưng mà từ này không quan, hôm nay không nhiều rồi. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng năm cái thân mình nó có năm cái căn ha, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, và cái thứ sáu là thượng vị. Thì sáu cái này là trong cái thân mình nó làm cho mình điên loạn lên, nó làm cho mình rối đội hình, mình không biết được đâu nọ, rồi mình tu tùm lum, mình tu đủ thứ cách này cách khác, mình quậy, mình làm tùm lum là lá cầu xin cúng kiến và đủ thứ chuyện, mình cuối cùng cũng không thể thoát ra được. Bởi vì sao? Mình đi trật cái chỗ mình không đúng vô cái chỗ này, bởi vì cái mối nói từ cái thọ là nó duyên cho ái, là không ai mà thoát khỏi cái chỗ này. Mình không có cái Đức Phật là mình vô phương, nếu không có cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta là muôn đời, muôn đời là quân luôn, không thể nào mình ra khỏi được. Cho nên khi mình hiểu được rồi, do chính có thọ, cái thọ này hễ mình cảm thọ mà mình không có chánh niệm thì nó sẽ rớt vào cái liền. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cảnh sắc cái nhãn thọ sanh khởi, nhãn thọ sanh khởi, mình không khéo mình thể cho cái ái sắc nó sanh lên, là mình ái mình khoái cảnh sắc. Chẳng hạn như mình thấy một cái xe hơi đẹp, nhưng mình vừa thấy cái tâm mình cho đẹp cái là bắt đầu cái là mình bám díu liền, ái cảnh sắc liền. Cho nên chỗ đó đó, chánh niệm là cái chỗ đó, mà muốn làm được cái này không phải chuyện dễ nha quý vị. Đây là những người tu học nó phải đầy đủ yếu tố trí tuệ ghê ghê lắm. Bởi vì chúng ta thử nghĩ, Đức Phật nói có một cái câu mà chúng ta ít ai có để ý. Đức Phật nói một câu, một cái khải móng tay đó, hàng triệu triệu sát na tâm sanh diệt. Quý vị có nghe câu này không? Nghe thường xuyên không? Một cái khải móng tay mình để chúng ta bốn cái bóc nghe đó, hàng triệu triệu sát na tâm sanh diệt. Thì thử nghĩ mình vừa thấy cảnh sắc, cái hàng triệu triệu cái lộ tâm nó sanh diệt như vậy thì làm sao mình chánh niệm? Đóng cũng chết vậy thường. đóng chết rồi. Thì một cái khải móng tay thôi, hàng triệu triệu sắc na tâm sanh diệt mà. Giờ trong giờ cảnh sắc mình bây giờ nó bịt mắt lại không thấy cảnh sắc. Bịt lỗ tai không nghe, bịt lỗ mũi không ngửi, không ăn không xúc chạm, nhưng mà trong cái đầu mình còn. Trong cái tâm mình nó còn có pháp, cảnh pháp nó sanh khởi. Thì như vậy cảnh pháp nó sanh lên, nó xúc làm cho chúng ta bị dính mắc đó, tôi phải ý là duyên cho pháp ái. Thì mà không có chạy ra khỏi nữa, bây giờ mình phải biết được cái vấn đề nó nằm cái chỗ nào để mình tu. Ở đây là cái mà cái chuyện niệm thôi đó, mình thấy dễ hiểu ha. Ai cũng nói lên cũng ai cũng ghi niệm rồi chánh niệm rồi đủ thứ, nghe mình thấy nó riết làm ra giống như bị lạm từ. Nhưng mà cái chữ niệm đó mà làm được thì thôi còn gì để nói nữa, khó kinh hoàng lắm quý vị. Khi mà chúng ta thấy một cái cảnh, mình nghe một cái âm thanh đó, thì nó làm cái rẹt cái là hàng triệu triệu lộ tâm nó sanh diệt, nó biến mất tiêu rồi. Đến lúc mà mình nói cái chữ niệm đó, thì nó giống như là mình thấy được một cái vấn đề mà nó đi xa, nó nhiều đời nhiều kiếp, nó quá xa xa nhưng mà vẫn có cái chỗ gỡ nha quý vị, có cái chỗ gỡ như thường. Vẫn có cái chỗ gỡ, bởi vì khi chúng ta thấy thì chúng ta mình phải có một cái, mình phải biết trước cái vấn đề nó sẽ xảy ra, giống như mình biết trước được
cái chuyện nó sẽ là như vậy đó. Mình có được cái tri kiến đúng đắn như vậy đó. Mình hiểu biết chắc chắn là cái sự diễn tiến của dòng tâm thức mình nó sẽ lẹ vậy đó. Mình phải biết trước, mình biết trước thì mình sẽ từ từ mình thu ngắn đội hình lại. À, mình cứ tập ghi nhận niệm niệm thời gian nó thu ngắn đội hình lại. Cái lộ dòng tâm thức mình mới đầu là ví dụ như mình cho là mình vừa thấy cảnh sắc, à, vừa thấy cảnh sắc cái là hàng cho 1 triệu lộ từ tâm đi. À, 1 triệu lộ từ tâm mình mới có niệm được. À, nhưng mà mình biết cứ tỉnh mơi, mình cứ tỉnh, mình cứ niệm niệm ghi nhận hoài. À, ghi nhận hoài rồi phải tắt ý, mình biết trước mình tắt ý rồi mình ghi nhận từ từ, từ thu ngắn lại. Cái lộ từ tâm mình nó ngắn từ từ lại. Đó là những cái diễn tiến của cái lộ trình tâm á, cái hậu kiếp sang giữa mới đầu nó nhiều lắm, mình từ từ nó ngắn lại, à, nó ngắn lại từ từ ngắn lại thì đến một cái mức nào đó nó ngắn đủ sức để mà mình bắt được cái pháp chân đế, à, đủ sức mình bắt được thì lúc đó mình sẽ thấy được nó, à, lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái thực tinh pháp nó hiện khởi một cách tự nhiên, chứ không có, chúng ta không có dùng cái gì mà để mình ép buộc được cái sự niệm của mình nữa, cái sự thấy của mình nữa đó. Mình chỉ là tập cho thuần thân cái như thành cái như thuần thục, thành thuần cái là thường thân duyên á, làm thói quen rừa riết thì tự nhiên nó sẽ automatic nó sẽ thu ngắn lại, chứ chúng ta không có dùng cách gì mình cố gắng mình đè mình ép mình làm gì mình thu ngắn được lộ trình tâm đó. Không cách gì nó làm được rồi đó. Lộ trình tâm là nó tự nhiên mà nó phát sanh liên tục vô gián duyên, nó đi theo kiểu vô gián duyên, nó sanh diệt liên tục, không cách gì mình chăn chặn được điều đó. Cho nên là khi mình đã hiểu được pháp, mình biết được pháp, mình không còn có vọng tưởng, mình không còn có vọng tưởng về tương lai, không có còn mà truy tìm những cái pháp này pháp kia để mà tìm kiếm những cái chuyện mà không thể làm được. À, đó là khi mình học được cái giáo pháp, mình sẽ thấy được dạng pháp nó tùy duyên nó phát sanh, và như vậy mình thấy rõ được cái sự hiện bày của nó, mình biết được một cách chắc chắn như vậy. Thì như vậy đây là cái bài cho cái đoạn này chúng ta. Thần phải cẩn thận, phải hiểu rõ ràng chính xác không, để khi mình đi vô pháp hành mình sẽ không còn bị cái, giống như là ảo tưởng, không còn bị là ảo giác, mình sẽ chứng đắc này chứng đắc kia, mình không, mình biết được là cái chuyện không có đơn giản, chỉ có cái bậc thánh nó mới có thể làm được những việc này. Cho mình thì vô phương mình phải đi từ từ nó sẽ thành tựu. Rồi hôm nay tới đây ha, rồi do cái phước báo mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong 4 cảnh khổ và luôn được 5 pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy. Rồi xin trả mic lại cho MC. Sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã dạy cho chúng con bài học rất là hay của ngày hôm nay. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con từ buổi tối hôm nay bạch sư. Con không biết sư Thanh Tâm có ở trước mic không ạ? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Dạ, thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy kinh hôm nay rất nhiều. Bài học hôm nay giúp cho chúng ta biết cái thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn là một phương pháp tu rất rất là quan trọng. Học được bài hôm nay thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong cái việc mà giải thoát phiền não. Dạ, xin thay mặt chư Tôn Đức Tăng phúc chúc cho đạo tràng. Bá Vá Tu Sáp Bá Măng Ga Lăng Rắc Khanh Tu Sáp Bá Đề Vá Tà Sáp Bá Bút Đà Nú Vá Quê Nã Sá Đà Sót Thị Bá Huỳnh Tu Tê Bá Vá Tu Sáp Bá Măng Ga Lăng Rắc Khanh Tu Sáp Bá Đề Vá Tà Sáp Bá Đâm Mà Nú Vá Quê Nã Sá Đà Sót Thị Bá Huỳnh Tu Tê Âu Tu Sắp Ba Mừng Ga Lần Rắc Hành Tu Sắp Ba Đề Quá Tà Sắp Ba Sàng Ga Nú Và Quê Nã Sa Đà Xót Thị Ba Oanh Tu Tê. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật.
Do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra quá si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha quan tu pu chi ta so thân ca đoàn tê ta vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mạnh cha na hoa ca cha phân kha vô sa tra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha is sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mang gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê rang ka tu san tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba vê. Di tê. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha tha dù. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha tha dù. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha tha dù. Ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề. Cà lê. Để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi. Vào tối ngày thứ hai và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam, chúng ta sẽ được học lại những cái bài rất hay về Mi Tiên Vấn Đạo của Tỳ Kheo Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.